Các bạn thấy tuyết ở trên cây nó rơi xuống giống mưa không? Giống mưa ha, lâu lâu nó rơi xuống nhìn cũng lãng mạn lắm mọi người. Hôm nay cho mọi người đi tuyết với mình ha. Đó, cho đi cho biết tuyết ở Cali như thế nào. Thiệt ra Cali thì phải có tuyết thì phải lên núi mới có tuyết các bạn. Nhưng mà hôm qua mưa, mình có quay cái cảnh mưa đá cho mọi người thấy á, thì chắc chắn hôm nay ở dưới chân núi cũng có nhiều, rất là nhiều tuyết. Cho nên bữa nay chở đứa nhỏ đi nè, chở Kayla con mình đi đó mọi người. Đó, quá trời luôn á. Đó, các bạn thấy mình đang đứng mà tuyết nó rơi không? Đó, rơi giống mưa, dễ sợ không? Hello, xin chào cả nhà mình nha. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh của Nhật ký mẹ con. Hôm nay hai mẹ con mình đi lên núi để chơi tuyết ha các bạn. Ngày hôm qua là trời có mưa, cho nên hôm nay là nhân dịp là ngày cuối tuần, cho nên mình quyết định chở Kayla lên núi. Các bạn thấy đây là những cái đường freeway của Mỹ nè mọi người. Cầu đồ nó bắt ngang rất là đẹp ha các bạn ha. Mình đang chạy trên freeway, rồi sau đó mình lên núi. Xa xa các bạn thấy cái núi phía xa không? Tuyết quá chừng đó các bạn thấy không? Cali thì mình ở dưới, phía dưới thì không có, giống như mấy cái khu Việt Nam thì không có tuyết nha các bạn. Nhưng các bạn muốn có tuyết thì các bạn phải lên núi, thì thường lên núi cách cái khu mình ở, khu Việt Nam từ 2 đến 3 tiếng tùy theo cái chỗ nha các bạn nha. Bây giờ thì mình bắt đầu chạy ở dưới chân núi tà tà đi lên nè mọi người. Các bạn thấy tuyết chưa? Bắt đầu thấy tuyết rồi ha, hơi lạnh lạnh ha cả nhà ha, cùng theo dõi mình nha. Nếu mình đi lên tới núi đó các bạn thì cái đường quanh co cũng giống như cái đường mình lên trên Đà Lạt vậy đó cả nhà. Bây giờ thì các bạn sẽ thấy bên hông là quá chừng tuyết ha, từ từ tuyết rồi đó các bạn. Ở đây thì nó chưa có nhiều cho nên nó còn xen kẽ với đất, nên các bạn thì thấy nó còn hơi màu đen đen ha. Nếu mà lên trên đỉnh núi luôn là các bạn thấy một màu trắng xóa luôn. Lên nữa chưa tới mà. Đó, mình cho các bạn coi nè, tới đây là kẹt xe cứng ngắc luôn, là nhích đâu có đi được nữa mọi người. Cho nên thôi quyết định ngừng ở đây luôn cho mấy đứa nhỏ nó chơi chút xíu rồi đi về, chứ mà bây giờ mà chạy lên trên đó nữa đến khuya luôn, đến tối luôn đó các bạn. Mời các bạn cùng mình đi tham quan vòng vòng cái khu này và xem là có nhiều tuyết hay không ha. Ở chân núi nhưng mà mình vẫn thấy tuyết ha các bạn, vẫn xem được cái không khí ở đây mọi người chơi như thế nào. Các bạn theo dõi cùng mình nha. Coi đi xuống đi Kayla, đi xuống đi con. Kayla con không đeo mát hả? Mát Kayla đâu? Hôm nay mình đi cùng với người bạn ha, nên Kayla có bạn chơi cùng. Bạn đó là nhỏ hơn Kayla 1 tuổi, các bạn tên là Tin nha mọi người. Bây giờ thì hai em ấy bắt đầu chơi tuyết rồi. Cái chậu nhựa mỏng mỏng. Xin giới thiệu với các bạn, đây là người bạn đi đồng hành cùng mình hôm nay ha, tên là Giang. Đó, bây giờ thì cô ta đang giúp mình coi mấy đứa nhỏ làm cái hình tuyết nè các bạn. Còn mình thì đi quay vòng vòng để cho mọi người tham quan cảnh ở đây. Bóp nô đi con. Cái là chỉ chơi vậy thôi à, chứ không chơi khác được. Kayla nhà mình nó cũng hơi tiểu thư nha cả nhà. Những cái gì mà mang tính chất mạnh mẽ hoặc là hơi nguy hiểm chút xíu là em không bao giờ chịu chơi các bạn. Đó, chị bây giờ chỉ có bóc tuyết rồi bỏ vô xô rồi dựng nên những cái hình giống như là snowman hay là gì thôi. Chứ còn trượt băng, trượt tuyết là em không bao giờ dám chơi nha các bạn. Những cái gì liên quan đến gọi là cảm giác mạnh là không có tên em ấy. Đâu cái đưa cái bô lên cho mẹ coi, đưa cái snow lên cho mẹ coi coi. Đưa cái snow coi, cười cái coi. Cái là muốn trượt không? À, muốn slide không? Muốn slide xuống không? Hả? Đây là bạn Tin nè các bạn. Bạn Tin thì thôi cảm giác mạnh thì rất là khoái nha cả nhà. Ôi trời ơi trời đó, nguy hiểm quá. Tin nó chưa quen. Ông trai cho nó sưng rồi. Here, over here, right here. Guys, help me! Oh my god. What? Em mới mua thằng này được, vừa đi Big Bear vừa rồi. Các bạn thấy không? Thấy tuyết đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn ha. Đó. Đang mắc kẹt đây luôn rồi, bước đi cũng được luôn các bạn ơi. Cứng quá chừng rồi. Không phải nó bị xốp đó mọi người. Nè các bạn nhìn dưới đây nè. Mấy cái cây đông đá hết mọi người thấy không? Đông cứng hết luôn á. Cái này các bạn là mình chưa đi múc trên núi á. Tại vì mình lên núi nữa là còn hơn 45 phút nữa mọi người, mà kẹt xe quá. Cho nên mình ngừng ở đây luôn mọi người, không có đi được nữa. Mai là ở dưới đây á nha, còn nếu mà lên trên đó nữa thì tuyết nhiều dữ nữa các bạn. Quá trời luôn, các bạn thấy nó đậu trên mấy cây á, quá đẹp luôn ha. Người ta chơi mấy cái trượt băng á, từ trên cao xuống hết vậy. Cây thông nè mọi người. Đây là đứng dưới cây thông nè các bạn. Quá chừng không? Tuyết phủ hết trơn luôn. Đẹp quá ha. Đó các bạn thấy đẹp không? Người thấy tuyết bao la luôn ha. Cái này mới có dưới chân núi thôi nha các bạn, chưa có lên đỉnh núi đó. Lên đỉnh núi còn dữ nữa, lạnh nữa mà thôi. Tại vì mấy đứa nhỏ sợ nó bệnh đó mọi người. Các bạn thấy tuyết ở trên cây nó rơi xuống giống mưa không? Giống mưa ha, lâu lâu nó rơi xuống nhìn cũng lãng mạn lắm mọi người. Hôm nay cho mọi người đi tuyết với mình ha. Đó, cho đi cho biết tuyết ở Cali như thế nào. Thiệt ra Cali thì phải có tuyết thì phải lên núi mới có tuyết các bạn. Nhưng mà hôm qua mưa, mình có quay cái cảnh mưa đá nha mọi người thấy á. Thì chắc chắn hôm nay ở dưới chân núi cũng có nhiều, rất là nhiều tuyết. Cho nên bữa nay chở đứa nhỏ đi nè, chở Kayla con mình đi đó mọi người. Đó, quá trời luôn á. Đó. Đó các bạn thấy mình đang đứng mà tuyết nó rơi không? Đó, rơi giống mưa với sợ không? Nãy giờ các bạn cùng mình với con gái mình đi chơi tuyết như thế nào. Nếu thấy vui thì cho mình một like nha. Bây giờ thì mình phải lái xe về, đường từ ở trên dốc chân núi đi xuống nè các bạn. Xa xa các bạn thấy cái đoàn xe lửa ha. Mình chia sẻ đến đây thì tạm dừng. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Mình xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, bye bye.